Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình và mình là Minh Anh. Ok, thì hôm nay đã ra mắt anh em ạ, ra mắt cái vòng quay để nâng cái con Tào Tháo lên vô song. Thì thấy anh em bảo là con đấy lên vô song nó không được inpa cho lắm. Thì hôm nay mình sẽ luyện tập cái con đấy ở trong BBB trước anh em nha. Khoan đã đi úp vô song anh em ạ, có lẽ là tối nay mình sẽ up sau. Mình vừa mới dồn đồ các kiểu cho nó để xem là bây giờ đi PK nó sẽ như thế nào. Mình đang luyện tập cái con đấy với lại con Tôn Quyền anh em ạ. Đi làm một vài trận xem như thế nào đã anh em ơi. Cấm chọn khám lõ phết nhờ. À Tôn Quyền này, ok. Ai da. Con Tôn Quyền của mình ấy thì nó mới có gần 2 triệu lục chiến thôi anh em ạ, không có gì nhiều cả. Yo yo yo, ui cân bằng lâu thế. Ấy da. Chết không? Ui, không chết anh em ơi. Ai già, được quá nhờ. Không dính đốt anh em ạ. Ok, chết luôn anh em ơi. Anh em có chết không? Đốt chết không? Đốt mười mấy giây cơ anh em ạ. Đốt chết không? Chết không? Chết. Anh em thấy không? Ok chưa? Rất chết là ok anh em ạ. Đang cực kỳ ổn nha. Tào Tháo chưa ra trận luôn. Ok. Let's go. Làm trận nữa anh em nha. Lại gặp ông đấy à? Chỗ mình có hơi ồn tí anh em thông cảm nha. Ai da, bộ luyện sư ấy, căng ạ. Bộ luyện sư là căng ạ. Căng ạ. Con đấy nó thả diều hay lắm anh em ạ.
Ok chưa? Thế không? Để kéo lại phát anh em ạ. Ê dạ. Ây da. Băng luôn hả? Gì căng vậy? Ô, trắng luôn hả? Chết không? Chết không? Chết không? Chết. Anh em thấy không? Lượng đốt của nó không căn được đâu anh em ạ. Căn khó lắm á. Tính tách con Tào Tháo mà ông kia ông ấy bích mất luôn. Rồi. Xong. Xong rồi anh em ơi. Me nó vụt. Me kìa. Vụt kìa. Điên chưa kìa.
Chết rồi, xong rồi. Ok. Đam đốt phê lắm anh em ạ. Đó, ok. Thôi, một vài trận anh em nha. Test thử như vậy thôi anh em ạ. Thì anh em đi qua mà cảm thấy ok, cảm thấy thú vị thì anh em để lại cho mình xin một like, một đăng ký ủng hộ mình anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì mình cũng xin phép dừng clip đây anh em ơi. Bye bye anh em. Dynasty Warriors Overlord, liên trạm chiến trường vạn quân, tải ngay trên App Store hoặc Google Play.